Parkinson là bệnh gì? Tại sao người bị Parkinson hay mắc táo bón? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tư vấn sức khỏe của chúng tôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một căn bệnh khá phổ biến ở người cao tuổi, nhưng cũng có thể ảnh hưởng tới một số người trẻ. Đó là bệnh Parkinson. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ giải đáp một câu hỏi rất quan trọng. Tại sao người bị Parkinson thì thường hay mắc táo bón? Đó là một trong những triệu chứng gây khó chịu và ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Các bạn hãy theo dõi video này để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh Parkinson. Đây là một bệnh lý liên quan tới thần kinh, gây rối loạn vận động và thường xuất hiện ở những người lớn tuổi. Parkinson thì được đặt tên theo bác sĩ James Parkinson, người đã mô tả bệnh này lần đầu tiên vào năm 1817. Bệnh Parkinson xảy ra khi các tế bào thần kinh trong một phần của não, gọi là chất đen, bị tổn thương hoặc là thoái hóa. Các tế bào này sản xuất ra một chất dẫn truyền thần kinh gọi là dopamine. Dopamine thì đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh chuyển động của cơ thể. Khi các tế bào thần kinh bị hư hỏng và lượng dopamine giảm đi, cơ thể sẽ không thể điều chỉnh được các hoạt động vận động bình thường, dẫn tới những triệu chứng điển hình của bệnh Parkinson. Các triệu chứng điển hình của Parkinson bao gồm run. Run là đặc trưng của bệnh này, đặc biệt là run tay, run chân khi cơ thể đang nghỉ ngơi. Chậm vận động, người bệnh sẽ cảm thấy khó khăn khi di chuyển hoặc là thực hiện các hoạt động hàng ngày. Cứng cơ, cơ bắp sẽ trở nên căng cứng, gây đau đớn và khó chịu. Mất thăng bằng, người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc duy trì thăng bằng và dễ bị ngã. Tuy nhiên, Parkinson không chỉ ảnh hưởng tới vận động mà còn gây ra nhiều triệu chứng khác liên quan tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là táo bón, một vấn đề rất phổ biến ở người mắc bệnh này. Một trong những vấn đề mà người mắc bệnh Parkinson thường gặp phải đó chính là táo bón. Vậy tại sao bệnh Parkinson lại gây ra triệu chứng này? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một cách chi tiết hơn. Táo bón là tình trạng khó khăn trong việc đi đại tiện, phân khô, cứng và tần suất đi ngoài giảm. Người mắc bệnh Parkinson có hai nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng táo bón. Nguyên nhân đầu tiên là sự thiếu hụt dopamine ảnh hưởng tới hoạt động của ruột. Dopamine thì không chỉ có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh vận động của cơ thể mà còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh tự chủ, bao gồm cả hệ tiêu hóa. Khi lượng dopamine giảm, các cơ trơn trong ruột sẽ không còn co bóp hiệu quả như bình thường, dẫn tới nhu động ruột chuyển động chậm hơn và gây ra táo bón. Nguyên nhân thứ hai là rối loạn thần kinh tự chủ. Bệnh Parkinson ảnh hưởng tới cả hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh phó giao cảm, hai hệ thống điều khiển hoạt động của các cơ quan nội tạng. Khi hệ thống này bị rối loạn thì nó sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm khả năng đẩy phân ra ngoài. Ngoài ra thì người bị mắc bệnh Parkinson còn gặp phải một số yếu tố khác làm gia tăng tình trạng táo bón, chẳng hạn như ít vận động. Do bệnh Parkinson gây khó khăn trong vận động, người bệnh sẽ thường ít di chuyển hơn và điều này sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa. Chế độ ăn uống thiếu chất xơ và nước. Một số người mắc bệnh Parkinson có xu hướng ăn ít hơn do giảm cảm giác ăn hoặc là khó nuốt. Điều này dẫn tới việc thiếu chất xơ và nước trong cơ thể, hai yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa táo bón. Sử dụng thuốc. Một số loại thuốc điều trị Parkinson, đặc biệt là thuốc kháng cholinergic, gây tác dụng phụ là làm giảm nhu động ruột, từ đó gây ra táo bón. Táo bón không chỉ là một triệu chứng khó chịu mà còn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Các triệu chứng thường gặp bao gồm đi ngoài khó khăn, người bệnh cảm thấy cần phải dặn nhiều, gây mệt mỏi và đau đớn khi đi đại tiện, phân khô và cứng, phân khó di chuyển trong ruột và thường rất khô, đi đại tiện ít hơn 3 lần một tuần. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của tình trạng táo bón mãn tính, đầy trướng bụng. Táo bón lâu ngày thì còn có thể làm tăng cảm giác khó chịu, đầy hơi, gây đau bụng hoặc thậm chí là làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Trong một số trường hợp, nếu không được điều trị thì táo bón còn có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như là tắc ruột hoặc là bệnh trĩ. Vậy làm thế nào để cải thiện tình trạng táo bón ở người mắc bệnh Parkinson? Hãy cùng tôi điểm qua một số biện pháp hiệu quả sau đây. Thứ nhất là chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống rất quan trọng. Các bạn nên bổ sung chất xơ. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Người bệnh nên ăn nhiều rau xanh, trái cây và các loại ngũ cốc nguyên cám. Uống đủ nước mỗi ngày cũng rất quan trọng. Nước sẽ giúp làm mềm phân và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Hãy đảm bảo người bệnh uống ít nhất từ 6 đến 8 ly nước, tức là khoảng hơn 2 lít nước mỗi ngày. Ngoài ra thì cũng nên bổ sung thêm men vi sinh,
hoặc là những thực phẩm giàu lợi khuẩn như là sữa chua cũng sẽ giúp cho cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột, cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa. Người bệnh cũng nên tăng cường vận động. Mặc dù bệnh Parkinson sẽ gây khó khăn trong vận động, nhưng việc vận động nhẹ nhàng có thể giúp kích thích nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón. Người bệnh có thể thực hiện các bài tập đơn giản như là đi bộ, tập yoga hoặc là một số bài tập thư giãn cơ. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên thay đổi thói quen sinh hoạt, cố gắng duy trì thói quen đại tiện đều đặn mỗi ngày. Việc tạo thói quen đi vệ sinh vào một khung giờ nhất định sẽ giúp cho cơ thể tự điều chỉnh nhu động ruột, tránh căng thẳng và lo âu, vì stress có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng của táo bón. Sử dụng thuốc hỗ trợ. Ở trong một số trường hợp thì bác sĩ có thể chỉ định thuốc nhuận tràng để giúp làm mềm phân và hỗ trợ quá trình đi đại tiện. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý rằng việc sử dụng thuốc nhuận tràng chỉ nên thực hiện theo chỉ định của bác sĩ để tránh lạm dụng thuốc. Như chúng ta đã vừa tìm hiểu, táo bón là một vấn đề thường gặp ở những người bị mắc bệnh Parkinson và có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Để cải thiện tình trạng này, thì ngoài việc thay đổi lối sống và chế độ ăn uống, thì việc bổ sung các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa cũng rất quan trọng. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đặc biệt giúp giải quyết vấn đề táo bón một cách an toàn và hiệu quả, đó là Insotagol. Insotagol là một sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ điều trị táo bón với thành phần giàu chất xơ hòa tan và các lợi khuẩn đường ruột. Sản phẩm này thì được nghiên cứu dành riêng cho những người đang gặp phải vấn đề về rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là táo bón do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có bệnh Parkinson. Đây là một sản phẩm hỗ trợ điều trị táo bón chứa các thành phần như là sorbitol, fos, fibrillogum, mủ chôm và các chủng lợi khuẩn như là Bacillus coagulan, Bacillus clausi và các vitamin nhóm B. Insotagol thì không chỉ giúp làm mềm phân mà còn giúp cải thiện sức khỏe của đường ruột, giúp cải thiện hệ tiêu hóa để hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh và hoạt động trơn tru hơn. Insotagol thì bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử, trong đó có hai chủng là Bacillus clausi và Bacillus coagulan. Đây là hai chủng lợi khuẩn chủ yếu trong hệ tiêu hóa, được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột, hạn chế sự phát triển quá mức của vi khuẩn gây bệnh, giúp cho đường ruột khỏe mạnh. Vì được bào chế ở dạng bào tử nên men vi sinh trong Insotagol cho khả năng sống sót cao ở axit dịch vị, vượt trội hơn dạng lợi khuẩn trưởng thành. Từ đó lợi khuẩn sẽ đến được đại tràng và tạo ra màng nhầy trong đại tràng, giúp cho phân dễ dàng di chuyển, từ đó giúp ngăn ngừa táo bón. Thành phần tiếp theo là fos. Đây là một thành phần rất quan trọng trong Insotagol, giúp giảm táo bón hiệu quả. Fos là một loại prebiotic có nguồn gốc từ thực vật, có trong các loại rau củ quả như là mồng tơi, cà rốt, chuối. Fos làm thức ăn cho các lợi khuẩn sống trong đường ruột để lợi khuẩn tăng sinh tốt và thực hiện được các chức năng của mình. Ngoài ra thì fos là chất xơ hòa tan, sẽ hút nước trong phần ruột của bạn, từ đó sẽ giúp tạo ra các chất thải trong đường tiêu hóa. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ giúp chống lại các chứng bệnh như là táo bón và tiêu chảy. Mủ chôm là một thành phần khác trong Insotagol. Trong đông y thì mủ chôm có vị ngọt tính mát, có hàm lượng cao chất xơ và một số khoáng chất như là magie và kẽm. Các chất xơ này sẽ trương nổi trong nước ở đường ruột, giúp gắn kết những thành phần cặn bã không hấp thu để tăng khối lượng phân, giúp tăng nhu động ruột và giảm tình trạng mót dặn đi ngoài đau giáp. Thành phần tiếp theo là fibrillogum. Đây là một chất xơ hòa tan được tìm thấy trong nhựa cây keo. Chất xơ này không được tiêu hóa và hấp thu tại ruột, sẽ hấp thụ nước trong đường ruột để tăng khối lượng phân và làm mềm phân nên cải thiện được tình trạng táo bón. Ngoài ra thì sản phẩm còn bổ sung các vitamin nhóm B, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các protein, các enzyme giúp điều tiết ra các phản ứng hóa học quan trọng trong cơ thể. Điều này thì rất quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và các chất cần thiết khác. Vitamin nhóm B sẽ giúp cho người bệnh ăn ngon miệng hơn. Nếu bạn hoặc người thân đang gặp phải tình trạng táo bón thì đừng bỏ qua Insotagol, một giải pháp an toàn và hiệu quả để cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa. Insotagol sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp cho bạn vượt qua các vấn đề về đường tiêu hóa, đặc biệt là táo bón kéo dài. Các bạn hãy chăm sóc hệ tiêu hóa của mình ngay từ hôm nay với Insotagol để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng táo bón của mình hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm Insotagol thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để được tư vấn nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.